Vắng Chanathip, tuyển Thái Lan làm điều hiếm có để đấu Việt Nam ở AFF Cup. Huấn luyện viên Manu Kolking đã công bố danh sách triệu tập đợt 1 với số lượng hiếm thấy để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Đội tuyển Thái Lan sẽ có gần 2 tháng để tính các phương án thay thế ngôi sao Chanathip. Hồi tháng trước, Chanathip Songkrasin trở thành ngôi sao đầu tiên xác nhận anh sẽ không tham dự AFF Cup 2022. Dự kiến diễn ra từ ngày 20 tháng 12 năm 2022 đến ngày 16 tháng 1 năm 2023. Đây là giai đoạn gì? Lịch du nghỉ giữa hai mùa giải, nhưng ngôi sao đang khoác áo Kawasaki Frontale vẫn từ chối thi đấu cho tuyển Thái Lan. Chia sẻ với truyền thông, Chanathip cho biết anh muốn nghỉ ngơi, qua đó chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới và cạnh tranh vị trí đá chính tại Kawasaki Frontale. Ngoài ra, tiền vệ vừa tròn 29 tuổi này cũng muốn nhường chỗ cho các tài năng trẻ cọ sát. Trong năm vừa qua, Chanathip đã 4 lần gặp chấn thương. Bên cạnh ngôi sao 29 tuổi, đội tuyển Thái Lan cũng sẽ không có sự phục vụ của Saphanat Muanta, Supachai Zedet, Ratanakorn Mekami. Tình cảnh này buộc huấn luyện viên Manu Kolking phải có sự tính toán nhằm bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2022. Theo đó, ông đã quyết định triệu tập đến 75 cầu thủ để đá cát tìm vàng trước khi rút xuống còn 23 người. Với con số cầu thủ khổng lồ như vậy, ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan sẽ phải làm việc với cường độ cao nếu muốn thử lừa tất cả 75 cái tên. Trong số 75 cầu thủ được triệu tập, có đến 10 người thuộc biên chế của câu lạc bộ Bot FC. Các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài gồm có Jonathan Kennedy, câu lạc bộ Næstved Bold, Đan Mạch, Nicolas Mikkelsen của OB Odense, Đan Mạch, Che Apipas, Sap Phan Phát, câu lạc bộ sáng chế Prince Bồ Đào Nha, Chawat Wirachat, câu lạc bộ Shirezo Osaka, Nhật Bản, Sangwat Dekmit, Kedadarun Clubman FC Malaysia và Supachok Sarachat Consadole Sapporo, Nhật Bản. AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 16 tháng 1, 2023. Đội tuyển Thái Lan rơi vào bảng A với các đối thủ Philippines, Indonesia, Campuchia và đội thắng vòng sơ loại giữa Timor-Leste hoặc Brunei.